Xin chào thầy và các bạn, em là Chí Vĩ thuộc lớp Phương Thảo 43. Hôm nay em làm video này để trình bày về bệnh chiếcampot hay còn gọi là thủy đậu. Đầu tiên chúng ta cần phải phân biệt nó với khái niệm moonbot hay còn gọi là bệnh đậu mùa đã bị tiêu diệt cách đây rất là nhiều năm. Chiếcampot đặc trưng bởi những cái mụn bong bóng nước nhỏ nổi trên da được gây ra bởi virus varicella zoster. Năm 2013, cả thế giới thống kê được có 140 triệu người bị mắc bệnh. Bệnh lây chủ yếu qua hai con đường. Thứ nhất là đường hô hấp, ho, hắt xì hơi. Thứ hai là chạm trực tiếp vào mụn bong bóng nước trên da hoặc cho nó tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc của mình. Thời gian ủ bệnh là từ 10 đến 21 ngày. Bệnh có những triệu chứng như sau: mụn, ngứa trên da, sốt, mệt mỏi, đau đầu, hoặc nặng hơn đối với những người bị suy giảm miễn dịch thì có thể gây ra viêm phổi hoặc là viêm não. Bệnh được chẩn đoán chủ yếu bằng kỹ thuật PCR hoặc là test kháng thể. Với PCR, người ta lấy dịch trong bong bóng nước làm xét nghiệm, còn với test kháng thể thì lấy máu của bệnh nhân đi làm xét nghiệm. Năm 1995 đã có vaccine phòng bệnh chiếcampot. Đó là những cái phần tóm tắt về bệnh chiếcampot. Sau đây là câu hỏi: What are the name is chiếcampot now by? Tên gọi khác của thủy đậu là gì? A. Variola. B. Veronella. C. Varicella. D. Varicella. Và đáp án là D. Varicella. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.